với kênh của Vườn Nhà Thao Huyền nhé. À, không biết là không khí mọi người đón Tết dương lịch như thế nào rồi, chứ thời tiết ở chỗ Huyền bây giờ khá là lạnh, bây giờ đang là cũng là tầm 10 giờ sáng rồi nhưng mà vẫn rất là lạnh nha mọi người. À, Huyền hôm nay Huyền đón Tết với lại một lạ thể đang nở trong vườn mà hôm nay Huyền cũng muốn khoe với mọi người luôn. Đây mọi người đang thấy Huyền đang ngồi cạnh cái màu hệ mà Huyền muốn khoe với mọi người. À, tên của hệ này là Flamenco Queen. À, mọi người thấy em này nhìn hoành tráng không? Chân khá là dài. Huyền có thể đo cho mọi người xem thử nha. 2, 3. Ngòm của em này khoảng tầm 50 đến 60 nha mọi người, rất là dài. Mọi người thấy không? Dài lắm luôn. Nè, 1, 2, 3 gang của Huyền là tầm 60cm á. Nè, về form hoa. Mọi người thấy form hoa không? À, về cái cánh hoa này cũng khá là dày nha mọi người, khá là dày. À, cánh này nè, là có những cái đốm tàn nhang như thế này, rất là đẹp, có sọc, có vân luôn. Về cái họng ở trong hoa này nè, có màu xanh nha mọi người, rất là đẹp luôn. Về form hoa cũng khá là to. Đường kính hoa này tầm 20cm á, rất là đẹp luôn. Đây, về cái độ size hoa thì trên mỗi ngọng hoa như thế này á, là hầu hết là Huyền thấy là 5 hoa nè, rất là đẹp. Nè, 5 hoa theo thứ tự nở từng vòng nè, rất là đẹp luôn, chơi hoa thì bền nữa. Nè, hoa này đã nở được mấy ngày rồi mà vẫn còn rất là đẹp nha mọi người. Đó, mọi người thấy rõ chưa? Này, để Huyền ngửi thử có thơm không nha. Cũng khá là mùi là đậm nha mọi người, rất là thơm. Đó, chắc bây giờ Huyền quay xong rồi tí nữa là Huyền phải cắt vô cắm một bình để chân ngắm trong nhà thôi mọi người, quá đẹp luôn. Chân khá là dài, rất là phù hợp với cắm cành luôn. Huyền thường á, thì Huyền cũng sẽ cắt cành để dưỡng củ á mọi người, cắt cành vô để cắm hoa rất là đẹp. Đó, mọi người nhìn xung quanh thì nè, đó, thấy nở rất là đều luôn, rất là đẹp. Hy vọng là bây giờ là bắt đầu là nở hoa đúng không? Sang năm thì sẽ có giống để chia sẻ với mọi người, để ai cũng được chơi lan hệ giá tốt nhất. Còn hôm nay thì Huyền chỉ làm cái clip này á là để khoe với mọi người là về cái việc mà hoa tại vườn Huyền nó đang nở vào đúng cái dịp Tết dương lịch này. Huyền chúc mọi người sang năm mới thật là vui vẻ, đầy sức khỏe và luôn hạnh phúc, hài lòng với những gì mà mình đang có. Xin chào tất cả mọi người nhé.